Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi giúp Inter Miami lội ngược dòng khủng khiếp, lọt chung kết US Open Cup. Người hâm mộ sung sướng quá trời. Dù thi đấu dưới cơ hơn nhiều so với đối thủ của mình, nhưng nhờ có Messi, Inter Miami đã lội ngược dòng ngoạn ngục, đưa cả đội lọt vào chung kết thứ hai liên tiếp kể từ khi tới Mỹ. Đây là một trận đấu rất nghẹn thở từ khi Inter Miami bị đối thủ dẫn trước tới tận 2-0. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Messi với cú đúp kiến tạo giúp câu lạc bộ này san bằng tỷ số 2 đều sau 90 phút. Trong hiệp phụ, mỗi đội có thêm một bàn thắng, buộc trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Đội bóng của Messi tiếp tục xuất sắc hơn khi chiến thắng 5-4 ở loạt đấu súng. Ở trận chung kết Cúp Quốc gia Mỹ, Inter Miami sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Houston Dynamo và Real Salt Lake. Bước vào trận đấu này, Cincinnati phong tỏa khá tốt Messi. Họ ngăn chặn mọi đường bóng hướng tới vị trí của siêu sao người Argentina. Trong thế trận như thế, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Messi dùng hai pha kiến tạo để cứu sống Inter Miami. Messi với các đồng đội ở Inter Miami đã có một trận đấu rất khó khăn khi phải làm khách trên sân TQL của Cincinnati, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng ở MLS. Những phút đầu tiên, Inter Miami tạo ra được vài cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Đến phút thứ 18, tận dụng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Inter Miami, tiền vệ Luciano Acosta đã thoát xuống tung cú sút hạ gục thủ môn Greg Canada, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà Cincinnati. Sau đó, Cincinnati tiếp tục chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm khác nhau. Trong khi đó, Inter Miami thì lại chơi rất bế tắc và Messi thì lại bị kèm rất chặt. Phút thứ 53, Cincinnati có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của Braden và Quest với cú sút từ ngoài vòng cấm địa. Phút thứ 67, từ pha đá phạt bên cánh trái, siêu sao số 10 đã thực hiện quả tạt cho Campana, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong những phút tiếp theo, Inter Miami vẫn miệt mài tấn công để tìm bàn gỡ. Kịch tính được đẩy tới ở đỉnh điểm ở phút đúng bù giờ thứ 7. Messi thực hiện đường truyền với nhãn quang cực tốt để Campana san bằng tỷ số 2 đều đầy nghẹt thở trong trận đấu bán kết. Trận đấu bước sang hiệp phụ. Ở phút thứ 93, José Martinez chạy chỗ rất tốt, đón đường truyền của Cremacci trước khi dứt điểm tung lưới Cincinnati, nâng tỷ số lên 3-2 cho Inter Miami. Thế nhưng, Cincinnati không bao giờ chịu khuất phục. Phút thứ 114, Kubo đã thực hiện cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm. Bóng bay về góc xa, khiến thủ thành Inter Miami bó tay. Tỷ số lúc này được san bằng 3 đều. Sau 120 phút thi đấu rất kịch tính, hai đội phải bước vào loạt đấu súng. Cuối cùng, Inter Miami đã thắng 5-4 ở loạt đấu cần não này, giành quyền lợi vào lọt vào vòng chung kết. Tiền đạo Thomas Müller chuyển từ hâm mộ Cristiano Ronaldo sang Lionel Messi khi được hỏi về GOAT, thuật ngữ ám chỉ cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Tháng 9 năm 2022, Müller nhận được câu hỏi từ ESPN rằng Ronaldo hay là Messi giỏi hơn. Anh trả lời: câu hỏi này thật ngớ ngẩn, nhưng tôi chọn Ronaldo. Bởi vì khi gặp Messi, tôi có thành tích tốt, còn thông số đối đầu, Ronaldo không tốt như thế. Đến tháng 3 năm 2023, Müller lặp lại ý này trong phỏng vấn trên truyền thông Tây Ban Nha. Sau chưa đầy nửa năm, Müller thay đổi quan điểm trong phỏng vấn với DAZN khi nhận được câu hỏi liệu
ai mới chính thức là GOAT. Tiền đạo Bayern Munich lần này đã nói: Messi giỏi nhất lịch sử. Bởi vì mọi người đến sân xem anh ấy chơi vì sự thanh cao, bên cạnh những kỷ lục và danh hiệu. Cristiano Ronaldo cũng là ứng viên sáng giá khi nói về kỷ lục và danh hiệu. Nhưng mà Messi đơn giản là tinh tế và thanh cao hơn. Kể từ khi Messi chuyển sang Inter Miami chơi bóng tại tháng 7 năm 2023, Müller cũng nhiều lần đăng lên Twitter của mình thán phục tài nghệ của siêu sao người Argentina. Cùng với thời điểm này, anh không nhắc gì tới Ronaldo, dù tiền đạo này vừa giúp Ajax vô địch Ả Rập Cup, Champions Cup. Müller không phải là một cầu thủ đầu tiên thay đổi quan điểm về GOAT, khi trung vệ Sergio Ramos đã từng có một phát biểu giống như vậy. Khi còn chơi cho Real Madrid, Ramos cho rằng Ronaldo là người giỏi nhất. Nhưng mà sau hai mùa giải chơi bóng cùng với Messi tại Paris Saint-Germain, anh nói rằng thủ quân Argentina mới là người giỏi nhất. Messi vừa tỏa sáng với hai đường kiến tạo thành bàn cho Gennaro Campana, góp công giúp Inter Miami thắng đội đang đứng đầu MLS, Cincinnati FC ở bán kết Cup Mỹ sáng 24 tháng 8 giờ Hà Nội. Sau 8 trận ở Mỹ, tiền đạo 36 tuổi này ghi 10 bàn thắng, kiến tạo 3 lần. Đối thủ của Miami tại chung kết là Houston Dynamo, khi mà Messi và đồng đội được chơi trên sân nhà ở Florida ngày 27 tháng 9. Phía trước Messi là những trận đấu đầu tiên tại MLS, lần lượt sẽ gặp New York Red Bull, Nashville và Los Angeles FC. Những ngày vừa qua, anh thường phải chơi trọn 90 phút với mật độ 2 trận trên một tuần. Sau khi Miami vào chung kết Cup Mỹ, huấn luyện viên Tata Martino đã nói rằng Messi đang mệt mỏi và có thể anh sẽ không chơi trọn 3 trận tiếp theo. Không được lòng đồng đội, Kylian Mbappe hụt băng đội trưởng PSG. Theo như tờ L'Equipe tại Pháp, Mbappe không được lòng các đồng đội ở Paris Saint-Germain, viết tắt là PSG. Cầu thủ này nhận số phiếu rất thấp trong cuộc đua giành tấm băng đội trưởng của đội bóng. Mặc dù Kylian Mbappe đã làm lành với Paris Saint-Germain, chuẩn bị ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2025, nhưng cầu thủ này vẫn không được lòng đồng đội sau những gì đã trải qua. Theo nguồn tin từ tờ L'Equipe, tiền đạo người Pháp nhận số phiếu rất thấp trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn ai sẽ là người đội trưởng của Paris Saint-Germain. Trung vệ Marquinhos vẫn được các đồng đội tín nhiệm nhất khi chiến thắng tuyệt đối ở cuộc bầu chọn này. Verratti, Danilo, Pereira hay là Presnel Kimpembe là những ứng cử viên cạnh tranh khác tấm băng đội trưởng, nhưng mà cũng có số phiếu thấp hơn Marquinhos rất nhiều. Việc Marquinhos tiếp tục sắm vai thủ quân Paris Saint-Germain là một điều rất xứng đáng. Ngôi sao người Brazil nắm vai trò này dưới thời huấn luyện viên Marc Rico, Pochettino và Tristo Galler, cho nên khá uy tín, khá cao trong mắt của đồng đội. Theo như tờ L'Equipe bình luận, có vẻ như Mbappe không được lòng đồng đội vào lúc này. Bây giờ chúng ta sẽ chờ xem huấn luyện viên Luis Enrique sẽ trao vai trò gì cho Mbappe ở Paris Saint-Germain. Trước đó thì huấn luyện viên người Tây Ban Nha khẳng định rằng không liên quan tới cuộc đua bầu chọn làm đội trưởng. Tờ báo này cũng nói thêm về tình cảnh hiện tại của chân sút người Pháp. Vị thế của Mbappe chỉ có thể thay đổi nếu như cầu thủ này chấp nhận gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain. Khi ấy anh có khả năng trở lại với vai trò là đội phó. Khả năng Mbappe chấp nhận ký hợp đồng mới là khá cao vì cầu thủ này chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Marquinhos vẫn giữ được tấm băng đội trưởng của PSG, còn Danilo Pereira ở vị trí thứ hai, còn Presnel Kimpembe lại vị trí thứ ba, tương đương với đội phó. Danilo Pereira rất được tôn trọng trong phòng thay đồ và từng đeo băng đội trưởng trong trận gặp Norwich vào trận khai mạc mùa giải League One.
khi Marquinhos không có mặt. Mbappe trước đây đã từng đeo băng đội trưởng của PSG, gần nhất có một số lần vào cuối mùa giải trước. Kể từ khi gia nhập PSG, Mbappe đã ghi 213 bàn trong 261 trận. Trong khi đó, Marquinhos đã đến Paris Saint-Germain từ 2013 và có 409 lần ra sân cho câu lạc bộ này. Chỉ có Jean Marsh, Pirlo Getz và Marco Verratti là nhiều hơn. Còn đối với Kim Pele, cũng là một cầu thủ có thâm niên và đặc biệt hơn, anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Paris Saint-Germain. Theo như tờ AS của Tây Ban Nha, phía Paris Saint-Germain còn đang hy vọng rằng đạt được một hợp đồng mới với tiền đạo trong những tuần tới. Họ sẵn sàng để Mbappe ra đi vào mùa hè này, nhưng chỉ khi nhận được lời đề nghị 213 triệu bảng, tức là tương ứng khoảng 250 triệu euro. Mbappe dự kiến sẽ ra sân lần đầu tiên trong mùa giải này trong trận đấu tiếp theo với Lens vào tối thứ Bảy. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Luis Enrique, PSG chưa thắng trận nào ở League 1 mùa này. Mới đây Mbappe đã trở lại đội hình chính của Paris Saint-Germain trong trận đấu tới với Toulouse, thế nhưng chưa thể giúp đội nhà giành chiến thắng. Sau hai vòng đấu đầu tiên, PSG đều bị các đối thủ như là Lorient và Toulouse cầm chân. Đội bóng thành Paris đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 2 điểm, kém đội đầu bảng là Monaco 4 điểm. Đây là thời điểm tốt nhất giúp PSG cần sự tỏa sáng của Mbappe để giúp câu lạc bộ lấy lại vị thế ở bóng đá ở Pháp.